Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Anh với tuyển Andorra vào lúc 1:45 rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Anh sẽ có cơ hội để củng cố vững chắc vị trí đầu bảng Y, vòng loại World Cup khu vực châu Âu của mình khi chỉ phải làm khách trên sân của Andorra ở lượt trận thứ 7, đối thủ mà Tam Sư chưa từng thất bại trước đây. Á quân châu Âu vẫn đang thể hiện một sức mạnh vượt trội tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu khi bất bại cả 6 trận đấu cho tới nay, với 5 trong số đó là những chiến thắng. Khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ 2 cho thấy Tam Sư khả năng cao sẽ cán đích sớm để giành vé tới Qatar. Ở chiều đối diện, Andorra quả nhiên không phải cái tên xứng tầm với tuyển Anh. Sau 3 trận đã đấu, đội tuyển này đã có được cho mình 3 điểm và đương nhiên họ sẽ thi đấu những trận còn lại mang tính thủ tục. Theo kết quả bóng đá, Andorra chỉ mang về 2 chiến thắng trong 8 trận đấu gần nhất của họ, ngoài ra là 1 trận hòa cùng 5 thất bại. Một thành tích thật khó để đội tuyển này làm nên chuyện ở vòng loại World Cup. Tuyển Anh, sau một kỳ Euro thành công dễ hiểu khi họ sở hữu thành tích gần đây khá khủng với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp cho tới nay và khả năng sẽ còn tăng hơn nữa khi chạm trán Andorra ở lượt đấu này. Tam Sư sẽ chỉ có sự vắng mặt đáng tiếc của Trent Alexander-Arnold và Harry Maguire do những chấn thương. Dẫu vậy, tuyển Anh vẫn đang có trong tay một đội hình vô cùng chất lượng và có phong độ cao. Andorra dù có những cái tên tốt nhất và được chơi trên sân nhà, nhưng thật khó để tạo ra bất ngờ. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, tròn kèo Anh. Trận gần nhất Andorra được Hungary chấp 2.00 bàn thắng kèo. Trận gần nhất Anh chấp Ba Lan 0.75 bàn thua kèo. Tỷ lệ thắng kèo của Andorra không vượt trội hơn so với tỷ lệ thua kèo. Theo đó, trong 19 trận mở kèo gần nhất, đội bóng này có 9 trận thắng kèo nhưng đã thua kèo 10 trận, với tỷ lệ thắng kèo 47.37%, Andorra vẫn có khá ít cơ hội để thành công ở trận đấu này. Với Anh, tỷ lệ thắng kèo của họ thậm chí đang thấp hơn chính Andorra thống kê trong 20 trận mở kèo gần nhất, Anh có 7 trận thắng kèo, hòa kèo 4 trận và đã thua kèo 9 trận, tức tỷ lệ thắng kèo đang là 35%. Dẫu vậy, Anh sẽ là đội được đánh giá cao hơn ở trận đấu tới và họ sẽ chấp Andorra 2.25 bàn. Người chơi đặt cược cho Anh sẽ có chiến thắng khi đội bóng này thắng với cách biệt 3 bàn trở lên. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn tài. Thống kê kèo tài xỉu bóng đá cho thấy, cả hai đội đều có số lượng lớn các trận đấu với nhiều bàn thắng được ghi. Theo đó, thống kê trong 20 trận gần nhất của đôi bên, Andorra có 12 trận khép lại với tỷ số có nhiều hơn 2.5 bàn, trong khi với Anh, đội tuyển này có 8 trận với thống kê tương tự. Kèo tài, xỉu trận đấu này sẽ là 2.00, tức đặt tài sẽ thắng ghi tổng tỷ số từ 3 bàn trở lên. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Anh giành chiến thắng. Anh đang vượt trội hoàn toàn trước đối thủ này và điều đó là khá dễ hiểu. Tam Sư đã toàn thắng ở 5 lần trước đó hai đội gặp nhau, và họ cũng vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Gareth Southgate cùng các học trò tích lũy điểm số để nhanh chóng vượt qua vòng loại. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Anh thắng 4-0 trong 90 phút thi đấu.